Giá cả vào thời điểm này bao nhiêu? Giá cả bây giờ bán tính cân. Mà con về khách thích tính đĩa thì tính đĩa. Tính đĩa thì tính cân. Cân thì 120 một cân. Đĩa thì 90.000 một đĩa. Kia vịt vẫn đang thả ngoài kia. Đi với thịt tiêu nhỉ? Chỗ khổng cụm ấy. Vẫn đang kêu cặp quạp đấy nhỉ? Đấy. Vịt vẫn đang kêu quạp quạp. Đây các bạn xem kỹ thuật xếp đĩa vịt này nha. Đấy. Nhìn rất là đẹp mắt này. Thọc câu. Có cho lá mống mật đây không? Thì theo cái đặc sắc của tôi, mấy là cái này này chia được hai con lòng đĩa là hơi đặc sắc này. Đấy, cái này chắc là để đĩa sau à. Ở tại khu vực chợ Phú Sơn nhé các bạn nhé. Lúc này mình đang đi có công việc ấy. Mình tình cờ qua lại gặp một cái người bạn ngày xưa học cùng bây giờ quay vịt. Mình vào thì mình muốn quay và giới thiệu cho các bạn cái món vịt quay của bạn mình nhá. Và ngày bây giờ mình sẽ đi vào để review món vịt quay. Mà cái món vịt quay người bạn này quay hiện tại đang có thương hiệu rất là nổi tiếng ở chợ Vũ Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn nhá các bạn nhá. Nếu bạn nào qua cái chỗ chợ Vũ Sơn ấy, mua ủng hộ cho anh bạn này nhá. Bây giờ mình sẽ review cho bạn xem. Đây các bạn ơi, đây là vịt quay nhá. Đây là chỗ một người bạn mình đang đấy. Vịt quay chính hiệu Lạng Sơn đấy. Có bạn nào đi đâu qua đi Bắc Sơn qua chợ Vũ Sơn ấy, mua ủng hộ nhá. Khói mờ nhân ảnh nhé, rất là ấy. Còn đây là các anh khách đang chờ cho lúc vịt chín các bạn. Để tăng tốc bằng quạt lên, quạt cho nó đều lửa, đèn lửa nó. Đây là đã mới cho thêm than vào các bạn, nhiệt nó tăng lên một chút. Đấy. Bây giờ là cho hàng vịt trên xuống, than đều. Con này là mấy cân đây Cường ơi? Con này gần 4 cân. 4 cân. Bây giờ còn 4 cân hơi ý. 4 cân hơi. Quay xong rồi còn khoảng. Con này bây giờ còn gần 3 cân nữa. 3 cân. Giá cả vào thời điểm này bao nhiêu? Giá cả bây giờ bán tính cân. Mà con về khách thích tính đĩa thì tính đĩa. Tính đĩa thì tính cân. Cân thì 120 một cân. Đĩa thì 90.000 một đĩa. Kia vịt vẫn đang thả ngoài kia. Đi với thịt tiêu nhỉ? Chỗ khổng cụm ấy. Vẫn đang kêu cặp quạp đấy nhỉ? Đấy. Vịt vẫn đang kêu cặp quạp. Đây các bạn xem kỹ thuật xếp đĩa vịt này nha. Đấy. Nhìn rất là đẹp mắt này. Thọc câu. Có cho lá mống mật đây không? Thì theo
khách nếu mà yêu cầu thì cứ cho lá không thôi. Đấy các bạn ơi, à đây có con gà này, đây có một con gà nữa này, con gà này các bạn ơi, gà đấy. Đấy, sau khi đây ở trên này nó khô rồi, ta sẽ đặt xuống tầng dưới này nhá, than nó sẽ hồng đều quá, sẽ đặt ở tầng dưới đấy. Anh mua vịt à? À đây, anh ấy đang mua vịt. Muốn than nó cháy nhanh thì dùng cái quạt điện này này. Đấy, quạt thế nó nhanh cháy hơn. Trăm cái mỡ ơi, có phải đấy. Nghìn cây đâu mà. Khách mua này, ui giời ơi. Anh ơi, vịt quay của anh Cường ấy, quay ăn ngon lắm, ngon không anh? Ngon ạ. Tuyệt vời mà, vịt nổi tiếng mà. Cường chợ Vũ Sơn nhá. Mọi người nhớ nhá. Mọi người nhớ ủng hộ nhá. Các anh chị ở Thái đi từ Thái Nguyên về Lạng Sơn hoặc đi qua chợ Vũ Sơn ấy, đỗ xe lại mua ủng hộ nhá. Đấy, sẽ bắt đầu nếu mà sắp thì phải sắp đầu cánh này. Đấy các bạn, đầu cánh. Cánh. Thơm lắm, thơm tuyệt vời. Ở đây ai mua vịt quay cũng có, mà vịt sống cũng bán luôn có đúng không? Vịt quay vịt sống. Đấy, cả hai loại nhé các bạn nhé, vừa quay vừa. Một loại thịt rồi mà một loại là chưa, vẫn đang chạy. Đang chạy thì vẫn có để cung cấp cho các bạn nhé, đầy đủ. Đấy. Các bạn thích thịt sẵn thì có thịt sẵn, mà có quay thì có quay, mà có loại mà đang chạy lon ton thì cũng có. Vịt chạy. Đây là bà chủ Hường nhá. Đấy. Bà chủ đang sợ cúm mà phải bịt khẩu trang. Phòng dịch mọi nơi. Hôm nay nghe tin có cái cô gái em Nhung à? Em Nhung ấy mang cái dịch bệnh về cho Hà Nội. Chán thế. Sợ quá. Người thì rõ là xinh phải không? Rõ là xinh. Mua ngay một tiệm khẩu trang về cơ. Đấy. Làm vợ thì hoang mang, mình thì không hoang mang mấy đâu. Đúng không? Lạng Sơn thì nói chung là an toàn rồi. Nước chấm trong bụng. Đây là nước chấm nha các bạn nhé. Món nước chấm này cũng là rất là quan trọng. Toàn nạc. Nó ra khói nhìn hết cả rồi. Đấy. Khói, bốc khói. Thế là hôm qua đêm qua nghe tin mua khẩu trang ngay. Vâng, phải mua chứ. Còn hai con nhỏ. Chồng còn trẻ. Đang sợ. Đấy. Đấy, bắt đầu làm con nữa. Vịt già, dày. Dày nhỉ. Quá dày. Đây, dày này. Đấy. Mà vịt mỏng đâu, vịt mỏng ăn nó không thơm. Ừ, đúng rồi. Gầy, tanh. Quay này có đúng kỹ thuật không nhỉ? Ra nó hơi nhanh nhanh vàng vàng rồi. Chuẩn. Nó rộp lên đấy. Rộp. Vịt à? Lấy luôn đi em ơi. 6 giờ nha. 3 phút nữa. Sắp rộp ra. Dạ. Cái này là khách yêu cầu hai con 5 đĩa. Hai con 5 đĩa à? Bày được không? Bày được chứ. Các bạn xem là kỹ thuật bày hai con vịt được 5 đĩa nhá. Đây là một kỹ thuật khó, không phải dễ đâu. Dương cái lốc. Đây là dương cái lốc.
một kỹ thuật bày vịt phải tương đối khó để cho một người có phải nói là có kinh nghiệm trong nhiều năm quay vịt thì mới có thể làm được cái điều này các bạn. Nếu để tôi chắc là tôi bó cả chân lẫn tay thôi. Đấy các bạn nhá, đây là 1, 2, 3, 4, thiếu một đĩa nữa. Không, hai con mà. Hai con. Tí con sau tiếp tiếp rồi, rồi. Đây là một con nhá, sẽ bày ra để... Đấy các bạn xem cách chia như thế nào, chặt như thế nào nhá. Cho nó chuẩn để... Hai con năm đĩa. Đấy. Cái đặc sắc của tôi mấy là cái này này. Chia được hai con lòng đĩa là hơi đặc sắc này. Đấy, cái này chắc là để đĩa sau à. Đây, tiền. Bao tiền nhỉ? Nửa con bao tiền? Nửa. Thế các chúng tôi nha, không phải lên nữa đấy. Mà cả nó vàng đấy. Kinh nghiệm rồi các bạn, chứ không phải là nói là bày được ngay đâu. Ngoài cái việc bày nó phải đẹp. Đây này, các bạn nhìn cái đĩa mà hai con nằm đĩa là cái đĩa nó là như thế này nhá, như thế này đấy, nhìn nó đẹp mắt thôi, không khác gì là nửa con một đĩa nhờ. Đấy, có khác gì đâu, rất là đẹp. Đấy các bạn cứ nhìn theo như này là biết chặt cách là rất là đẹp. Tạm chờ một con nữa ra lò nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, mang con nữa ra là ta chặt luôn. Đấy, bắt đầu. Dỡ một con này ra là chặt đủ 5 đĩa luôn. Đây, một đĩa nữa. Đảm bảo con nào cũng chín nhá. Không phải cắt cái kiểm tra gì đấy. Mình rất dày các bạn ạ. Anh ơi, làm lửa con vịt đi. Làm được đi. Đừng đợi à. Đấy. Đây này, các bạn nhìn tinh. Thớ thịt nó là tuyệt vời chưa? Nóng hổi. Hai đĩa nữa đấy. Chúng ta xem đủ đúng 5 đĩa hai con nhé. Đây, cho nó vào đây để có chỗ để nó dễ. Cho lốt cái đĩa kia lên đây. Không 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 đến đĩa. Đây là đủ 5 rồi. Đủ chưa? À, mang đi hai đĩa rồi. Ở hai đĩa rồi, đây là ba ba đĩa đấy. Thổi vừa ăn.
Vịt này thường chặt ra ăn ngay là nóng ngon. Nóng thơm. Các bạn này đúng không? Ăn ngay đến ngồi tại chỗ này ăn vẫn được. Không, vẫn có bàn cho các bạn ăn nhá. Dạ. Không ạ, cháu vẫn còn nhiều lắm ạ. Rất nhiều than. Đấy. Đĩa này nữa là chuẩn bị xong 2 con 5 đĩa các bạn. Nghệ thuật chặt vịt. Đấy là theo khách yêu cầu. Nhưng mà yêu cầu là mình phải chặt được. Đấy là nghệ thuật. Nói chung là chặt được thì chặt, nhưng mà bày trưng bày làm thế nào cho nó vẫn đẹp thì mới được. Bắt mắt. Đấy, bắt mắt. Thẩm mỹ đấy, mang tính thẩm mỹ cao các bạn. Đây là xong nha các bạn nha. Xong rồi. Đĩa này xong rồi. Còn đĩa này ok, cái đùi nữa là ok nhá. Đấy. Hai con phải không? Đấy. Khách đang đặt đấy. Rồi, thương hiệu ngon. Thương hiệu tốt. Thịt ngon, nhiều khách đặt. Đấy, 2 con 5 đĩa. 5 đĩa đầy đẹp luôn. 5 đĩa đầy đẹp nha các bạn nhé. Ai gọi đấy? Đây các bạn ơi. Đấy, 5 đĩa nha, 2 đĩa, 3 đĩa. Đấy. 4 đĩa. 1 đĩa kia nữa, trên bàn nữa. Đây. Các khách anh đang chờ đây. Đấy. Vừa lấy còn mấy anh ấy ngồi là chắc sắp ruột về trước. Chờ tí ship. Ship à, ship tận nhà. Ship tận nhà hả? Đấy. Cái 2 con mấy sau là hết rồi đấy. Mấy sau khách tận hết rồi đấy. Hết rồi. Tí toàn ship luôn. Ừ. Thế nhá các bạn ơi. Đấy là mình đã review qua vịt quay của nhà Cường nhá. Cường vịt chợ Vũ Sơn nhá. Đấy. Mình chào tạm biệt các bạn nhé. Gặp các bạn những cái video lần sau nhá. Đúng rồi. Chào khán giả các anh. Khán giả ra. Đấy. Vì không quay bằng ngọn lửa luôn. Đấy. Quay bằng than luôn. Thân nhá. Bye bye.